những cái mặt sập rất là lớn. Hôm nay là 11 tháng 7 năm 2016 và chúng tôi đang giao hàng và nó rất là nặng. Phải rồi, chục người mới đưa được một cái mặt sập lên. Chúng tôi từ xa tưởng là một đám mổ trâu, nhưng lại gần mới thấy là thì ra đồ gỗ Đức Hiền trả hàng những cái sập cực kỳ nặng. Bao nhiêu người? Kinh khủng. Và xin báo cáo lại là hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2016. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Và đây là lúc nào có 50 chiếc sập các loại và giao hàng liên tục.